Em chào tất cả các anh chị yêu Lan. Các anh chị vừa xem những cái bông hoa rất đẹp của cái dòng đơn cam Thái các bác nhé. Đơn cam Thái. Cái giò to nãy em vừa quay ấy, đó là cái hôm Tết vừa rồi đấy các anh chị ạ. Tết nó nở hoa cùng với kim điệp đấy các bác. Đó. Nhưng cái dòng này thì nó nở hoa hai lần. Mùa thu nó nở bói trước các bác nhé. Mùa thu nở bói, rồi Tết nở rộ. Đó. Đây em mời các anh chị ngắm cái dàn đơn cam Thái các bác nhé. Đây này, trồng to, trồng đạt thì thân nó to như thế này các bác này. Đó, ngày Tết mình chỉ cần một thân này thôi, chơi cũng đẹp rồi. Cái dòng này thì em nhập hàng Thái từ những cái rề mà nhỏ xíu ấy các bác ạ. Đây là trồng được 3 năm rồi nhé, 3 năm thì được những cái giò lan đơn cam rất đẹp như thế này này. Đó. Cái dòng này thì năm rồi em trồng đạt nhất là một cây nó dài khoảng 1 mét các anh chị, dài khoảng 1 mét nhá, dài 1 mét, thân to như thế này, có bán cho một anh ở miền Tây, anh chơi một cái thân đó dài 1 mét hoa rất sai, tức là một mắt bông của nó là có thể là 3 bông này anh chị này, 3 bông hoa, một mắt là 3 bông hoa, có thậm chí 4 bông hoa, anh chị cũng vừa xem cái đoạn đầu đó, hoa rất đẹp các bác. Đây, dòng này thì em trồng rất đạt. Đây các anh chị nhìn này, trước đây khi mua hàng thì những cái thân này nó nhỏ như thế này thôi. Nhưng mà 3 năm sau các bác nhìn này, đây các bác nhìn này, 3 năm sau cây nó to thành những cái rề to như thế này, vẫn đang đi ngọ. Những cái này cũng sắp ra hoa rồi. Tiếp tục đẻ tiếp này các anh chị này, đẻ tiếp. Đó, cái này mà chăm tốt nó dài cả mét này. Cái dòng đơn cam Thái này thì cũng đẹp các anh chị ạ. Màu sắc, rồi hương thơm, hương chân nhẹ. Đây, nay mai những cái này đây bắt đầu nhú hoa này các bác này. Đó, bắt đầu nhú hoa hết rồi. Những cái thân già nhé các anh chị nhé. Thân già, bây giờ đang nhú hoa. Nhú rất nhiều rồi. Đây này, có những cái cây mà nhú thành đũ to như thế này này các anh chị này. Đây, đứt hết rồi. Cái dòng này nó hay, có thể rụng lá hoặc là lá vẫn còn, nó vẫn nhú bình thường, sau vài hôm nó mới rụng lá các bác nhé. Vài hôm rụng lá. Đây này, bắt đầu nhú hết rồi. Nói chung là cái dòng đơn cam này thì mình chơi từ giờ đến Tết các anh chị nhé. Từ giờ đến Tết. Đây, cây con đang phát triển mà cỡ này này anh chị này. Dòng này dễ chăm lắm, nó không giống như đơn cam rừng bình. Đơn cam rừng bình thì phải nói là rất khó chăm. Nhưng dòng này thì mình trồng giống như Dendro ấy các anh chị ạ. Đó, thân nó còn to hơn Dendro nhiều. Đây, thân nó như thế này các bác này. Đó, rất đẹp nha. Đây, mấy cái bụi bên này này. Bác nhìn thân này. Đó, đẻ núi nhá. Đẻ núi mà nó đẹp như thế này. Đơn cam Thái. Hoa nở thành chùm. Anh em mình mà để rũ xuống như thế này đẹp này các bác này. Rũ xuống. Nhưng mà cái dòng này thì do cái giá thành giống của nó cũng hơi cao. Nên khi những cái tác phẩm, thành phẩm như này thì giá thành nó hơi cao tí các bác ạ. Nhưng mà cũng đáng chơi. Đó, dễ chăm, ra hoa từ mùa thu thu đông rồi đến xuân. Đó, chơi thoải mái. Đây này, bắt đầu nhú hết rồi. Cái dòng hoa Thái này nó cũng hay. Nó nở hoa đúng mùa thu, sau đó là Tết vẫn chơi được. Đây là các anh chị nhìn những cái bảng như thế này. Rũ hoa xuống thì phải nói là cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Một bảng của em toàn bảng khủng thôi. Toàn bảng khủng. Tối nay thì mời anh chị vào sưu tầm các bác nhé. Số lượng không có nhiều đâu ạ. Số lượng ít lắm, không có nhiều. Đó. Đây, 7 giờ tối nay thì em sẽ bắt đầu bán dòng này. Tính cũng tách ra nhưng mà cái thế của nó không tách được anh chị ạ. Nó toàn tác phẩm to thôi. Đấy các bác nhìn này. Từ giờ ăn Tết, một cái rề này thì quá đẹp luôn. Những cái mầm đẻ núi này giờ ăn Tết nó thêm được, ví dụ như giò này nó thêm được 5 thân to, 1 này, 2, 3, 4, 5. Đó, rất đẹp. Từ những cái tép nhỏ nhỏ như thế này. Đây này, này cũng đang sưng chuẩn bị ra hoa này. Đó. Đây, các bác nhìn những cái mầm tiếp tục đẻ núi tiếp này. Đấy, cái dòng này nó khỏe lắm các anh chị ạ. Dòng này rất khỏe. Đơn cam Thái. Đây,
bên này thì được bốn mầm như thế này. Đó, cái này mà chăm sóc tốt thì nó dài cả mét đấy các anh chị. Đây, khi nhập về thì nó chỉ được một cái khúc gỗ như thế này thôi các anh chị ạ. Phải ốp vào trong cái bảng dớn này. Đó, để dễ nó ra nó ăn. Năm nay thì em chưa bón phân nhiều. Nhưng mà cây nó cũng rất đẹp. Dễ chăm, hoa đẹp. Những cái cây này đang nhú hết rồi. Đang nhú mầm mới. Này mình chơi hoa thì những cái nó lên tiếp những cái mầm. Từ giờ đến Tết thì cái mầm này nó dài này, nó dài ra, nó ra hoa, tiếp tục nó đẻ mầm nối này các anh chị này. Khi có hoa là những cái mầm nối nó tiếp tục nó rì ra, trông rất đẹp. Một cái tác phẩm mà màu vàng rực như thế này. Đó, vàng rực như thế này. Sai bông chơi vào cái ngày Tết thì quá tuyệt vời các anh chị ạ. Thân mầm. Đây các bác nhìn lại cái thân. Thân này, cái dòng này thì dài tới đâu nó đủ tới đó các bác. Dài tới đâu đủ tới đó. Năm ngoái em trồng thì nó cũng hay bị gập, bởi vì thân nó mập quá. Nó gập nhưng nó không ảnh hưởng gì cả. Thời điểm này thì nó chưa bị gập nhiều. Những cái thân này thì tiếp tục ra hoa này các anh chị này, tiếp tục ra hoa. Còn nếu anh em nào mà nhân giống thì có thể cắt từ đây. Nó sẽ ra mầm, những cái mầm mà giống như thế này này các anh chị này. Đó, đây. Em cảm ơn các anh chị đã dành thời gian xem. Tối nay 7 giờ em mời các anh chị vào sưu tầm giống đơn cam này. Cảm ơn các bác nhé.